Quốc lộ 22B, đầu đường là cái chợ Tân Phong, quẹo vô đất mình. Mày xôm tùng nhỉ. Đây là quốc lộ 22B nha, vào đất này. Có hai đường, một đường bờ trên và một đường này. Đường này. Đường nhựa. Đường này thì gần hơn được khoảng 2 cây á. Chạy thẳng vô là tới đất mình thôi. Cứ đi theo cái đường này khoảng 2 cây. Từ quốc lộ 22B là mình vào cái đường bờ kênh này. Hướng này là hướng quốc lộ 22B này. Từ quốc lộ 22B vẽ rẽ vô cái đường bờ kênh rộng này đi khoảng gần 4 km. Thì tới cái đường đá mi hồi nãy mình vừa mới quẹo đó, quẹo vào đường đá mi đi đến 900m thì đến đất mình nha. Mình quay chi tiết như vậy để cho khách dễ hình dung. Đường rất là rộng. Chỉ có là đường chưa có được làm nhựa, cho nên là đường đất đỏ như vậy nè. Đường đất đỏ, đường đặc trưng ở Tây Ninh đấy. Đường đất đỏ và đất trắng và đá mi xanh. Đây, bờ kênh rất là rộng. Cái này mà làm đường nhựa lên thì thôi, ngon lành. Trước mặt mặt mình là đường bờ kênh đó. Đây từ đường bờ kênh này và đường đá mi khoảng 900m. Hết đường đá mi là 900m. Đất đây nha. Đất nè. Trong cái đống hàng rào kẽm gai này nè. Hiện tại là đang trồng mì với cao su non. Có sẵn ha. Này là gắn hết nước tưới nè, tưới tự động hết. Có sẵn hết rồi nè. Đây. Đường trước đất rất là rộng, nhưng mà đang là đường đất. Đây, đường trước đất này. Đường rộng quy hoạch 20m, hiện tại là đường đất. Hai xe hơi thì chắn nhau, hiện tại bây giờ thì là cái đất nó đang bị thấp, cái đường nó đang bị thấp hơn đất bên hông, cho nên là hai xe hơi chắn nhau thì sẽ khó, nhưng mà một chiếc 7 chỗ thì đi ngon lành. Quy hoạch 20m. Này trở ra xóm nhà dân là khoảng 300m. Đường đá mi, đường đất đỏ 100m, ra đường đá mi khoảng 300m. Mua đất từ bây giờ làm đường thêm thì ngon lành. Mẹ lấy xe nè. Đây từ đất đi ra nha. Đất đi ra, trước đất là đường đá mi. Thêm đường đất, đường đất, đất. Chỗ này là đường đất đỏ nè. Đường sợi đỏ. Đường sợi đỏ từ đây ra cái đường đá mi kia là khoảng 200 mấy mét, 300m. Còn cái đường đá mi này đi ra đường kênh lớn là khoảng